Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nam thủ sẵn hung khí trong người rồi đi bộ lang thang trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mục đích của hắn là cướp tài sản. Đi được một đoạn, Nam gặp ông Trần Trung Hoàng, sinh năm 1969, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông Hoàng làm nghề ca sĩ hội chợ, nhưng do là người đồng tính, nên khi thấy Nam đang đi bộ trên vỉa hè, ông Hoàng ghé lại làm quen và rủ Nam đi chơi. Biết có con mồi, Nam lập tức đồng ý và lên xe gắn máy do ông Hoàng điều khiển, rồi chạy đến khu vực vắng vẻ để hai người tâm sự. Lúc này trời đã tối. Xe đến khu vực đường Kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, một nơi vắng người qua lại. Nam yêu cầu ông Hoàng dừng xe lại ven đường để cùng nhau hú hí. Đang mây mưa, Nam rút hung khí thủ sẵn trong người, ra tay liên tiếp 15 nhát vào người nạn nhân. Sau cơn cuồng loạn đoạt mạng người của tên ác nhân, ông Hoàng gục ngay tại chỗ. Nam lấy của nạn nhân một chiếc lắc vàng trị giá một lượng vàng SJC, cướp luôn chiếc điện thoại và xe gắn máy của ông Hoàng, rồi tẩu thoát. Ngay trong đêm, từ Tiền Giang, Nam lái xe máy của ông Hoàng xuyên qua thành phố Hồ Chí Minh, ra thẳng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bán chiếc xe gắn máy được 8 triệu đồng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và thi hài nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân đã thiệt mạng ở tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân có những đặc điểm cao 1m71, nặng 80kg, không mang theo giấy tờ tùy thân, sau này được xác định là ông Trần Trung Hoàng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao cho Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Với số tiền bán chiếc xe gắn máy cùng tài sản cướp được của ông Hoàng, Nam tiêu xài vung vãi ở thành phố Hồ Chí Minh và đi chơi một số nơi khác. Đến ngày cạn sạch tiền, Nam quay về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục gây án. Khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 16 tháng 10, Nam đến gặp anh Lê Hoàng Thanh, 33 tuổi, ngụ ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm nghề chạy xe ôm, đang đứng chờ khách tại khu vực xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Nam nói với anh Thanh chở đến khu vực xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho. Khi đến xã Tân Mỹ Chánh, Nam bất ngờ vung hung khí từ phía sau với 12 nhát liên tiếp, khiến nạn nhân gục xuống. Nam bình thản lục túi anh Thanh cướp một điện thoại di động, một ví da bên trong có 500.000 đồng và lấy chiếc xe gắn máy hiệu Honda Way là cần câu cơm của gia đình anh Thanh. Sau khi Nam đi khỏi hiện trường, anh Thanh tỉnh lại và cố lết vào nhà ông Lê Hoàng Sơn, 42 tuổi, ở bên đường kêu cứu. Thấy trên người anh Thanh có nhiều vết thương, ông Sơn và gia đình vội vã đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do quá nhiều vết thương nghiêm trọng, đến 5 giờ sáng cùng ngày, anh Thanh đã qua đời. Trong khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho đang giáo diết khẩn trương truy tìm hung thủ vụ đoạt mạng ông Hoàng và anh Thanh, thì lại có tin vụ đoạt mạng người cướp tài sản thứ ba với tính chất man dợ tương tự hai vụ trước. Hồi 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Thu Hương, 40 tuổi, ngụ ở xã Long Bình Điền, chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đi thả trâu tại khu dân cư ấp Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, thì hốt hoảng phát hiện thi hài một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường để tiến hành điều tra. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Trần Văn Lâm, 42 tuổi, ngụ ở xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông Lâm cũng hành nghề xe ôm và thường đón khách tại ngã ba Trung Lương. Từ lời khai của gia đình nạn nhân, cơ quan công an xác định số tài sản của ông Lâm gồm xe gắn máy hiệu Honda Future Neo màu đỏ và một chiếc ví bên trong có tiền cùng giấy tờ xe đã bị cướp mất. Khám nghiệm thi hài, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân thiệt mạng do bị vết thương chí mạng vùng cổ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ đoạt mạng người cướp tài sản này có dấu hiệu tương tự vụ lấy mạng ông Hoàng và anh Thanh. Trước ba vụ trọng án liên tục xảy ra trên địa bàn khiến người dân rúng động, hoang mang,
cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng thu thập lời khai và bằng chứng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định cả 3 vụ đoạt mạng người cướp tài sản có chung một đặc điểm và có thể do một hung thủ gây ra. Cơ quan công an quyết tâm phá án nhằm phòng ngừa khả năng hung thủ lại ra tay. Các trinh sát công an tỉnh Tiền Giang và công an thành phố Mỹ Tho đã tỏa đi khắp nơi nắm bắt tình hình. Nguồn tin quan trọng báo về, thời gian gần đây đối tượng Nguyễn Hoài Nam liên tục tiêu xài phung phí, ăn chơi trụy lạc và đang đi chơi tại nhà bạn gái tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã lệnh cho một tổ trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng đến Ninh Thuận để tiếp cận hắn ta. Tuy nhiên, khi tiếp cận được bạn gái của Nam thì Nam lại không có mặt tại gia đình bạn gái, nên tổ trinh sát xác định tên này rất tinh vi và đi lại rất kín kẽ. Ngoài ra, để bắt gọn Nam cũng như đề phòng hung thủ nguy hiểm chống trả, tổ trinh sát xin hỗ trợ thêm lực lượng. Một mặt, các trinh sát động viên bạn gái Nam hẹn gặp hắn tại một quán cà phê. Mặt khác, tổ trinh sát phân công người bao vây khu vực quán cà phê nơi hắn hẹn bạn gái. Sáng sớm hôm sau, khi Nam vừa đến quán cà phê ở khu phố 7, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, thì lập tức bị các trinh sát tinh nhuệ lao vào quật ngã. Nam bị bắt rất nhanh khi chưa kịp có phản ứng gì. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình trong 3 vụ đoạt mạng người cướp tài sản nêu trên. Nam khai toàn bộ tài sản cướp được hắn bán ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa để tiêu xài vung vãi. Nam lạnh lùng đến man dợ khi khai rằng cứ mỗi khi tiêu xài hết tiền, hắn lại quay về Tiền Giang gây án sát hại người, cướp tài sản. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an thành phố Mỹ Tho đã chuyển Nam và hồ sơ vụ án lên công an tỉnh Tiền Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày xét xử, rất đông người tụ tập ở khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo để theo dõi phiên tòa xét xử tên đoạt mạng 3 người gây chấn động dư luận. Bị cáo Nguyễn Hoài Nam vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng trả lời chính xác các câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo Nam cho rằng mình làm một tháng chỉ hơn 3 triệu đồng, không đủ xài nên mới có ý định cướp để có tiền. Tất cả tài sản gồm điện thoại và tiền đối tượng cướp được đã đem cho người yêu tại Ninh Thuận. Bị cáo không kể cho người yêu biết tài sản này do y cướp mà chỉ nói là do đi làm có được. Theo kết luận điều tra, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Hoài Nam cướp được gần 35 triệu đồng. Sau khi nghị án, tòa đã chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Hoài Nam về hành vi sát hại người, 18 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho 3 gia đình bị hại với số tiền trên 200 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.